cho xe vào rồi. Rồi, xin chào em. Cô Huyền gửi cho anh với bác Sơn. À, thế. Thái sẽ bảo là cái đào đấy cô Huyền bảo là Thái không lắm, nhưng mà một mình cô Huyền với cả chúng mình đã không đổ, nên là gửi ít thay của anh của bác Sơn. Nhá, nhá, anh sẽ xách về nhé. Cô bảo anh xin nhá. Cô Huyền vâng, cô Huyền bảo là bà mang lên hồ về, nhưng bây giờ tao ở nhà tao ăn không đổ, nên ta đây để tao với bác Sơn của anh. Đúng rồi.
Nó vú, linh vú ơi, linh vú, linh vú.
chuyển, chuyển đi chuyển.